Xin chào, mình là Theo. Nhấn vào đây để đăng ký theo dõi. Một đêm đáng sợ. Nhóm xe công trình đang tập trung trước nhà máy cũ. Đây là dự án tiếp theo của chúng ta. Trông nó đáng sợ quá. Tại sao chúng ta phải thi công vào buổi tối chứ? Chúng ta không có lựa chọn nào. Lúc các em nhỏ đang học, chúng ta không thể thi công được đâu. Vậy được rồi, chúng ta bắt tay vào làm thôi. À, được. Hả? Cái gì vậy? Cái gì thế, Poco? Nhìn giống như bánh xe vậy đó. Không thể nào. Chuyện gì vậy? Mình có nghe kể câu chuyện về chiếc xe tải quái vật bị mất một bánh xe. Bánh xe tải quái vật? Phải, đã có một tai nạn trong tòa nhà này. Và họ nói rằng quái vật đến đây hàng đêm để tìm chiếc bánh xe bị mất của mình. Vậy nếu cái này là bánh xe bị mất thì sao hả? Không thể nào, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ. Cậu ấy nói đúng đó. Chúng ta tiếp tục làm thôi. Âm thanh gì vậy? Có khi nào đó là xe tải quái vật không? Không thể nào. Tất cả chỉ là lời đồn. Đó là xe tải quái vật. Là quái vật. Wow, chị sẽ phải mất nhiều thời gian để sửa cho tất cả các em đấy. Chị sẽ cố gắng làm thật nhanh cho các em, nhưng cũng phải ngày mai mới xong. Vậy nên các em ở lại đây đến khi chị làm xong nha. Dạ được. Nhưng mà có chuyện gì với các em vậy? Chắc chị không tin đâu. Tụi em đã nhìn thấy chiếc xe tải quái vật. Cái gì? Xe quái vật hả? Bạn thấy xe quái vật sao? Chào các bạn. Chuyện các bạn vừa nói là thật hả? Bạn thấy xe quái vật thiệt sao? Phải, nó rít lên rất lớn và đập vào những cái thùng nữa. Bọn mình sợ quá. Ghê quá. Sợ quá. Đó là lý do bạn bị thương hay sao? Kể tụi mình nghe nữa đi. Chúng ta đi thôi. Các em sắp trễ rồi đó. Dạ được rồi. Khi nào tụi mình về, các bạn nhớ kể cho mình nghe nha. Quái vật thật là đáng sợ. Không có gì đáng sợ với anh hết. Em rất là đồ nhát gan. Cái gì? Sự thật em không sợ gì hết á. Nhưng em vừa nói sợ đó thôi. Không có. Anh muốn cá cược với em không? Cá cược hả? Phải. Chúng ta sẽ cùng nhau đến chỗ công trường xem ai sợ hơn ai. Được thôi, cược thì cược. Vậy tối nay chúng ta hãy cùng nhau đến đó. Được thôi. Chắc chắn là các anh ấy sẽ ổn. Trông đáng sợ quá à. Nhưng mình không thể tỏ ra sợ hãi trước mặt anh Rogi. Thật sự nơi này rất đáng sợ, nhưng không thể để mất mặt chúng ta vô được. Vào trong thôi. Được. Ta vô mà Rogi. Các bạn ấy làm gì ở đây vậy ta? Mình phải hù cho các bạn ấy sợ mới được. Các bạn ấy chạy mất tiêu rồi. Thật hả? Phải, thật sự là có quái vật luôn đó. Thật sự rất đáng sợ. Thật là may mắn khi thoát ra khỏi đó. Nhưng với các em thì sẽ không dễ dàng thoát được đâu. Thật là đáng sợ. Chào các bạn. Speedy, bạn đến đây làm gì vậy? Mình chỉ muốn nói xin lỗi vì chính mình đã hù các bạn tối hôm qua đó mà. Xin lỗi nha. Cái gì? Các bạn chạy nhanh quá cho nên mình không nói kịp lời xin lỗi.
Thì ra cả hai bỏ chạy là vì Speedy chứ không phải là vì quái vật. Hai anh đúng là đồ nhát gan. Cái gì? Đồ nhát gan hả? Mình đi thôi anh gan đi, tới giờ đi làm. Ờ được, hẹn gặp lại. Mọi người đang cười nhạo tụi mình hả? Anh Rogi ơi, tối nay chúng ta hãy quay lại công trường xây dựng thôi. Được thôi, chúng ta sẽ chứng tỏ mình là người dũng cảm. Xong rồi, bây giờ các em đã được sửa xong cả. Thật hả chị? À hả? Bây giờ thì các em có thể quay trở lại công trường xây dựng rồi. Công trường xây dựng hả? Nhưng chị Hana, em cảm thấy không khỏe lắm. Em cũng còn bị bệnh đó chị ơi. Tụi em vẫn chưa sẵn sàng để quay lại. Tụi em có thể nghỉ ngơi thêm không? À, được chứ. Nếu như các em vẫn còn thấy không khỏe. Cảm ơn chị Hana. Tayo, xe buýt bé nhỏ. Mình không phải là kẻ nhát gan. Mình sẽ cho mọi người thấy mình sẽ quay lại công trường xây dựng vào tối nay. Đến rồi đây. Dạ xin lỗi. Hả? Anh có thấy chú mèo này không? Mèo hả? Anh không thấy. Thật hả? Là mèo của em hả? Dạ, tên của nó là Titi, cũng như thành viên trong gia đình em vậy. Nhưng em đã vô tình để lạc mất Titi ngay gần đây. Ôi không, chắc là em buồn lắm. Đừng lo, em sẽ tìm thấy chú mèo nhanh thôi mà. Anh sẽ báo với em nếu anh nhìn thấy chú mèo nha. Cảm ơn anh nhiều lắm. Và tuyển thủ số 3 đang tiến lên. Yeah, lên đi. Cô ấy rất nhanh. Mình tưởng là các bạn ấy đang bị bệnh chứ. Mình cũng nghĩ vậy. Lưng của mình. Mệt quá đi. Có chuyện gì với tay đua số 3 thế này? Mình nghe nói là các bạn ấy không dám quay lại làm việc vì sợ gặp lại quái vật. Đúng là những kẻ nhát gan mà. Và tuyển thủ số 3 đang tụt lại. Có chuyện gì với cậu ấy thế? Chắc là họ nghe mình nói rồi đó. Đi thôi. Và tuyển thủ số 3 đã chính thức tụt về phía sau. Thật là đáng tiếc. Chúng ta đang trở thành trò cười cho mọi người. Và chúng ta không thể cứ ngưng công việc. Nhưng nếu quái vật vẫn còn ở đó thì sao? Phải đó. Tối hôm đó, Tayo và Rogi quay lại công trường. Lần này thì nhất định chúng ta sẽ làm được cho mà coi. Phải, chúng ta sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy. Đi thôi. Dạ. Sợ quá à. Em cũng vậy. Nhưng chúng ta vào trong chút nữa đi anh. Đi đi. Em không tin là có quái vật ở đây. Có thể nó sẽ bỏ chạy khi nhìn thấy chúng ta. Có thể đó. Cái gì vậy nè? Không thể nào là Poco. Hai bạn đã làm gì ở đây? Ở đây vào giờ này tuyệt đối không an toàn đâu. Tụi mình xin lỗi. Nhưng các bạn đã cảm thấy khỏe hơn chưa vậy? Tụi mình thấy khỏe. Vậy thì tốt. Thật ra tụi mình khỏe lại lâu rồi. Nhưng tụi mình không dám quay lại đây. Thật hả? Phải, không may là... Nhưng bây giờ thì không sao rồi. Dù sao tụi mình cũng phải quay lại làm việc. Các bạn thật là dũng cảm. Lại là âm thanh đó nữa. Nhưng nó phát ra từ đâu vậy? Ở đó kìa. Ở đó. Đó là những chú mèo con. Cái gì? Vậy những gì chúng ta đang nghe thấy là... Là tự những chú mèo con hả? Nhưng những cái thùng bị rơi thì sao? Đúng vậy, chúng không nên làm rớt những cái thùng. Đó chính là...
mẹ của những chú mèo con. Vậy chắc là mèo mẹ đang cố gắng bảo vệ những chú mèo con đó mà. Như vậy là không có quái vật nào hết. Giống y như là Thi Thi. Hả? Thi Thi. Em đã đi đâu vậy hả? Làm chị lo quá chừng. Nè bé, tụi chị có món quà cho em. Quà hả? Đó là... Xin giới thiệu, đây là những chú mèo con của Thi Thi. Dễ thương lắm phải không? Dạ phải, cảm ơn nhiều anh Thai Dương. Không có gì, nhưng thực ra là mấy bạn xe công trình dũng cảm mới là người phát hiện ra, phải không nào? Nhưng mà mình sẽ không gọi đó là dũng cảm. Nhưng dù sao thì tụi mình cũng tìm ra. Cảm ơn, em cảm ơn nhiều lắm. Không có gì, không có gì đâu. Thi Thi đã an toàn quay về với cô chủ của mình. Và câu chuyện về quái vật sẽ mãi là một bí mật. Là một bí